Ngày xưa, có một bà hoàng hậu xinh đẹp sinh hạ được vị hoàng tử vô cùng xấu xí. Hoàng hậu rất buồn lòng, chỉ biết khóc lóc, chưa bao giờ dám bế hoàng tử ra ngoài, sợ người khác nhìn thấy đứa con xấu xí của mình. Một hôm, có một tiên nữ xinh đẹp đến hoàng cung, nàng nói với hoàng hậu: "Hoàng tử nhỏ lớn lên sẽ rất thông minh và sẽ nhận được một món quà thần kỳ. Đó là trong tương lai cậu có thể chia sẻ sự thông minh của mình cho người mà cậu yêu quý nhất." Những lời nói của tiên nữ đã phần nào an ủi hoàng hậu, do đó bà không còn buồn chán như trước nữa. Đúng như lời tiên nữ nói, hoàng tử nhỏ thông minh lanh lợi và được nhiều người yêu mến. Vì khi sinh ra, trên đỉnh đầu hoàng tử có lọn tóc vểnh lên, trông giống cái màu gà nên mọi người đều gọi chàng là Brutal màu gà. 7 năm sau, hoàng hậu nước láng giềng sinh hạ được một nàng công chúa. Công chúa sinh ra đã rất xinh đẹp, nên quốc vương và hoàng hậu vui mừng khôn xiết. Họ vô cùng yêu chiều công chúa, nên mọi người rất lo lắng. Ồ, chiều công chúa như vậy sẽ làm hư nàng mất thôi. Hôm đó, nàng tiên đã từng đến nhà hoàng tử Brutal, cũng đến cung điện của công chúa. Lời dự đoán của nàng tiên khiến hoàng hậu rất buồn, vì nàng nói với hoàng hậu rằng: "Mặc dù công chúa xinh đẹp, nhưng sau này nàng lại là một người rất ngốc nghếch." Năm sau, hoàng hậu lại sinh hạ được một nàng công chúa nữa, và bà cảm thấy vô cùng đau khổ, vì công chúa thứ hai khi sinh ra đã rất xấu xí. Lúc này, tiên nữ lại đến và nói với hoàng hậu: "Hoàng hậu không nên quá lo lắng, mặc dù cô bé rất xấu xí, nhưng sau này lại cực kỳ thông minh." "Nếu đúng là như vậy, thì ta cũng tạm yên lòng." Sau khi nghe tiên nữ nói, hoàng hậu thấy được an ủi phần nào. Tuy nhiên, bà vẫn lo lắng hỏi lại: "Nhưng con gái lớn của ta xinh đẹp như vậy, không thể giúp nó trở nên thông minh sao?" "Thần không thể làm như vậy, thưa hoàng hậu." Tiên nữ mỉm cười đáp: "Thần không có quyền lực như vậy, hãy tha thứ cho thần vì việc không thể đáp ứng được yêu cầu của người. Có điều, thần sẽ tặng cô bé một món quà thần kỳ. Đó chính là cô bé có thể chia sẻ vẻ đẹp của mình cho người mà cô yêu quý." Đúng như lời tiên nữ nói, công chúa cả càng lớn càng xinh đẹp, nhưng lại càng ngốc nghếch. Công chúa thứ hai càng lớn càng xấu, nhưng lại rất thông minh. Công chúa cả thực sự rất ngốc nghếch, ăn nói vụn về, chân tay hậu đậu. Có lần, quốc vương sai công chúa đặt 4 chiếc bình gốm lên kệ. Không ngờ cô làm vỡ 3 chiếc. Chiếc cuối cùng lại do công chúa Út giúp chị đặt lên. Lúc uống nước, cô còn đánh đổ nửa cốc vào chiếc váy xinh đẹp của mình. Quốc vương và hoàng hậu thấy thế vô cùng buồn bã. Công chúa cả càng lớn càng xinh đẹp, nhưng những người ở bên cạnh công chúa càng ngày càng ít. Chẳng ai muốn chơi đùa với một người ngốc nghếch. Trong lòng nàng vô cùng buồn chán, nàng hy vọng có thể dùng toàn bộ sắc đẹp của mình đổi lấy một nửa trí tuệ của em gái. Mặc dù hoàng hậu rất dịu dàng, nhưng cũng có lúc không thể không trách mắng công chúa ngốc nghếch, hậu đậu. Dần dần, công chúa cả càng ngày càng ủ rũ. Một hôm, nàng chạy vào rừng, buồn bã khóc thút thít. Một chàng trai trẻ ăn mặc sang trọng, nhưng mặt mũi xấu xí bước đến. Chàng chính là hoàng tử nhỏ Brutal màu gà. Hoàng tử từ lâu đã nghe nói nước láng giềng có một nàng công chúa xinh đẹp nhưng ngốc nghếch. Có lần, chàng còn được nhìn ngắm chân dung của nàng. Công chúa trong bức chân dung thật sự rất đẹp. Hoàng tử liền xin phép cha mẹ đến tận nơi ngắm diện mạo của nàng. Lần này, chàng đã được nhìn thấy công chúa, trong lòng vô cùng vui mừng. Hoàng tử Brutal lịch sự nói: "Chào công chúa, tại sao nàng lại ở đây một mình? Nàng đẹp quá, ta đã gặp rất nhiều cô gái, nhưng chưa có ai đẹp như nàng." "Chàng đang cười nhạo ta ư? Mọi người đều không thích ta." Nói đến đó, công chúa buồn đến nỗi không thốt thêm lời nào nữa. Hoàng tử Brutal lắc đầu, nói chân thành: "Vẻ đẹp là món quà tuyệt vời nhất
mà Thượng Đế tặng cho chúng ta. Ta thực sự không hiểu còn có thứ gì khiến nàng đau khổ. Công chúa cả đáp, tôi muốn thà mình xấu xí nhưng có đầu óc thông minh, giống em gái còn hơn. Tôi chẳng muốn mình như thế này chút nào, xinh đẹp mà ngu ngốc. Nếu nàng không vui, vậy ta có thể giúp nàng giải tỏa phiền não này. Hoàng tử Brutel nói, ô, thật sao? Chàng có cách gì vậy? Công chúa sốt sắng hỏi lại. Ta có một khả năng, đó là có thể chia sẻ sự thông minh cho người mình yêu quý. Công chúa đẹp như vậy, ta thật sự rất thích nàng. Chỉ cần nàng đồng ý lấy ta sẽ khiến nàng thông minh. Hoàng tử nói. Công chúa nghe xong rất vui, nhưng khi nhìn kỹ hoàng tử, nếu như chàng có thể dễ coi hơn một chút thì tốt biết bao. Nhưng mà chàng lại... Công chúa chỉ biết thở dài, thực sự không biết nên trả lời thế nào. Ta biết rồi. Hoàng tử đã nhận ra ý nghĩ của công chúa. Nàng thấy ta rất xấu xí phải không? Vậy nàng hãy về nhà nghĩ thật kỹ. Khi nào nghĩ xong rồi thì nói với ta. Chúng ta sẽ gặp lại sau một năm nữa nhé. Công chúa cả thật sự muốn trở nên thông minh. Nghe hoàng tử nói cần đợi một năm nữa, nàng không thể đợi được, vội vàng nói, ta đồng ý, có điều chàng hãy cho ta trở nên thông minh, một năm sau mới có thể đến lấy ta. Công chúa vừa nói dứt lời, lập tức cảm thấy mình đã có thể nói năng lưu loát, đầu óc linh hoạt. Hoàng tử thấy vẻ rất vui, thế là hai người bắt đầu nói chuyện vui vẻ. Hoàng tử bỗng thấy công chúa cả bây giờ nói năng rất ngọt ngào dễ nghe, phản ứng nhanh nhạy như biến thành một người khác. Lúc đó, chàng mới biết mình đã quá yêu công chúa, để chia sẻ cho nàng phần lớn trí thông minh của mình. Có điều, trong lòng chàng vẫn rất vui. Sau khi công chúa cả từ biệt hoàng tử Brutel, nàng vui mừng trở về cung. Sau đó, mọi người đều phát hiện công chúa đã trở nên thông minh. Mọi người truyền tai nhau, kể cho nhau nghe việc này. Chẳng mấy chốc, cả hoàng cung đều biết chuyện. Ngay cả quốc vương và hoàng hậu của các nước láng giềng cũng biết. Rất nhiều quốc vương và hoàng tử của các nước đến cầu hôn công chúa xinh đẹp, thông minh. Nhưng nàng cho rằng trong số họ chẳng có ai thông minh cả, nên không nhận lời ai. Sau đó, có một chàng hoàng tử rất giàu có và tuấn tú. Công chúa cả vừa gặp chàng đã rất có cảm tình nên nhận lời lấy chàng. Quốc vương đã chọn ngày làm lễ thành hôn cho họ. Hôm đó, công chúa đi dạo và vô tình đến khu rừng nơi gặp hoàng tử Brutel. Nàng vừa đi vừa nghĩ đến hôn sự của mình sau vài tháng nữa. Bỗng nhiên, dưới chân nàng vọng lên tiếng động. Nghe kỹ thì hình như là tiếng bước chân đi lại tấp nập của rất nhiều người. Lúc này, mặt đất bỗng nứt ra, công chúa ngó xuống bên dưới. Trời ơi, bên dưới là một nhà bếp khổng lồ, rất nhiều đầu bếp và người hầu đang bận rộn làm việc. Một lát sau, có người nướng thịt bước lên trên. Họ đến một khoảng đất trống trong rừng, đặt trên đó một chiếc bàn dài, rồi lại thổi bếp lò, chuẩn bị nhiều đĩa thịt, vừa làm vừa hát hò vui vẻ. Công chúa lấy làm lạ, bèn bước đến hỏi, các ngươi đang làm gì vậy? Một người nướng thịt với khuôn mặt sáng sủa nhất nói, ngày mai chính là ngày kết hôn của hoàng tử Brutel, chúng tôi đang nướng thịt để chuẩn bị yến tiệc. Công chúa cả càng lạ hơn, nhưng nàng đột nhiên nhớ ra, từ lần nhận lời hoàng tử Brutel đến nay thì ngày mai không phải là vừa tròn một năm sao? Nghĩ đến đó, công chúa bỗng thấy vô cùng hoang mang, hoảng hốt, làm thế nào bây giờ? Vì muốn có trước trí thông minh nên nàng mới nhận lời cầu hôn của hoàng tử Brutel. Từ khi trở nên thông minh, nàng đã quên mất chuyện này. Hơn nữa, hoàng tử Brutel lại xấu xí như vậy, nên làm thế nào đây? Công chúa nghĩ mãi đến nỗi mặt mũi nhăn nhó khổ sở. Lúc này, có một người bước đến bên cạnh nàng, đó chính là hoàng tử Brutel. Hoàng tử Brutel mặc một bộ lễ phục chú rể mới, chàng vui mừng nói, công chúa, nàng đúng là người biết giữ lời hứa.
Nhưng theo ước hẹn của chúng ta, ngày mai mới là ngày kết hôn mà. Xin lỗi chàng. Công chúa lắc đầu nói, chuyện này thiếp vẫn chưa có quyết định. Lời nàng nói làm ta ngạc nhiên quá, công chúa. Hoàng tử buồn bã nói. Công chúa nói tiếp, thực ra thiếp cũng chưa biết nên phải làm thế nào. Nếu lấy chàng, thiếp sẽ rất đau khổ. Nếu không lấy chàng, thiếp sẽ trở thành người không giữ lời hứa. Từ khi chàng cho thiếp trí thông minh, thiếp càng khó quyết định chuyện này. Hoàng tử Brutal nghe công chúa nói vậy, liền hỏi lại. Ta biết nàng chê ta xấu xí. Có điều, ngoài hình dáng của ta, công chúa còn có điểm nào chưa hài lòng với ta không? Không có điểm nào cả. Công chúa đáp. Vậy nàng hãy chia cho ta một nửa sắc đẹp của nàng, biến ta thành người hoàn mỹ nhất thế giới. Hoàng tử Brutal khẩn cầu. Thế nghĩa là sao? Công chúa cảm thấy chuyện này thật kỳ lạ. Nếu thực sự nàng thích ta, nàng có thể biến ta thành người hoàn mỹ nhất thế giới. Hoàng tử Brutal đáp. Có một tiên nữ đã cho ta khả năng đặc biệt khi ta chào đời, đó là chia sẻ trí tuệ của mình cho người mình yêu thương. Khi nàng sinh ra, tiên nữ cũng trao cho nàng một khả năng đặc biệt, đó là chia sẻ sắc đẹp của nàng cho người mà mình yêu quý. Nàng có muốn ta trở thành chàng trai tuấn tú không? Nếu thiếp thực sự có khả năng như vậy, thiếp nguyện biến chàng trở thành hoàng tử tuấn tú nhất thiên hạ. Công chúa vừa nói dứt lời, hoàng tử Brutal lập tức thay đổi hoàn toàn. Cái lưng gù của chàng đã thẳng lại, chân vòng kiềng cũng thẳng lại, khuôn mặt trở nên góc cạnh nam tính, mái tóc cũng trở nên bồng bềnh sáng bóng. Công chúa chưa bao giờ nhìn thấy một chàng trai nào đẹp đến thế. Tin tức lan đi rất nhanh. Quốc vương biết chuyện của công chúa và hoàng tử Brutal thì rất vui mừng. Ngày hôm sau, quốc vương đã tổ chức hôn lễ linh đình cho họ. Vậy là mong muốn của hoàng tử Brutal đã trở thành hiện thực.